Cưa, làm cưa quăng lại lắm. Hiểu ơi, hôm nay em là của tụi anh. Hiểu ơi, hôm nay em là của tụi anh. Chúng ta lập trận đàn ông lắm rồi. Thương đẻ, thương đẻ. Chúng bảy yêu nhìn anh đi. Hiểu. Trời ơi. Hôn anh cái đi. Thảo khâu. Hôn anh cái. Hôn anh. Hôn anh. Trời ơi. Trời ơi, do em hôn anh thì anh mới hôn em. Hiểu. Hiểu. Sảng khoái. Đây thôi coi. Đâu rồi? Cái cổ đâu? Trời ơi. Cộng đồng mạng ơi, tôi bị làm nhục. Giữa rừng, tôi hung nách em. Trời ơi. Trời ơi. Ghê quá. Thỏa mãn chưa? Tôi bị chưa thỏa. Chưa thỏa. Em xin đại diện cho mấy đứa em của em. Em xin nói thông báo của tụi em rằng đi thật thê. Đi để trở về. Đi để trở về. Chính xác. Yeah. Chính xác. Yeah. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ chơi giống như câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh ha. Sẽ có một đội là Sơn Tinh, một đội là Thủy Tinh. Và đội của B-Ray ngày hôm qua là đội thắng cuộc cái game chơi lực sĩ toàn năng. Cho nên là các bạn sẽ có cái lợi thế là các bạn sẽ chọn làm Sơn Tinh hay là Thủy Tinh vào sáng nay. Bữa là bà chọn hơi con quạ hơi ngu ngơ ngu ngốc. Bây giờ mình chọn Sơn Tinh để mình vác đá vác đồ đi. Đúng rồi, Thủy Tinh ở dưới biển là phải đúng rồi. Nó đó, mình trên biển đá họ. Vậy chúng ta quyết định chọn Sơn Tinh. Chúng ta có hai lượt chơi. Ở mỗi lượt chơi, mỗi đội cử ra hai thành viên tham gia. Các Sơn Tinh và các Thủy Tinh sẽ được kết nối với nhau bằng một sợi dây. Cả hai đội sẽ được bốc thăm lấy dụng cụ hỗ trợ. Đội Thủy Tinh có nhiệm vụ cho nước vào thùng. Đội Sơn Tinh có nhiệm vụ cho cát vào thùng. Thời gian thi đấu mỗi lượt là 3 phút. Kết quả dựa vào độ cao mực nước hoặc mực cát trong thùng để quyết định thắng thua. Ba, hai, một, vô. 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 Lôi đi em, lôi đi. Lôi đi. Một tay kéo. Một tay kéo dây, một tay kéo dây. Biết anh đi ơi. Đúng rồi. Trời ơi, chưa xuống được luôn. Bên đội tôi bên đội tôi có mình biết kéo trước, đi kéo trước, kéo trước. Có mình biết đi chơi. Đúng rồi, giỏi quá mấy đứa. Đúng rồi, làm vậy đi. Trời ơi, yếu trời gì đôi mà giày yếu. Nó trơn, đôi giày nó trơn. Trời ơi, yếu gì mà yếu. Yếu quá. Ây, ôi xin mặt. Ây, ôi xin mặt. Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Kéo! Trời ơi! Người ta vô rồi, người ta vô rồi! Trời ơi! Kéo! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way! Jingle bell, jingle bell, jingle bell! Ủa? Đội tôi làm gì vậy? Đi! Lôi đi! Trời ơi, chưa xuống được. Kéo đi. Anh nói rồi vậy. Kéo. Xin cơ mèo, xin cơ quá. Chưa tới luôn. Cố lên. Giật đi, hai tay giật đã. Giật, trước tiên là giật đã. Giật đi Hiếu ơi.
Quyết Phan quay lại cầm cái dây đi con. Giữ giữ cho họ mệt mình kéo. Đúng rồi, giữ cho mệt đi. Trời ơi. Trời ơi, ngon hai kẹo quá nhỏ nhỉ? Này có kìa, cái mặt nó áp cái chân mày của nó kìa. Giật đúng rồi. Hay quá. Ê, quay về phía kia, về phía này. Trời là chiến thuật bắt tốt quá. Bắt thế, nằm chuyền, xuống chuyền em, chuyền em. Cố lên, cố lên. Bỏ đi, hai con xích thú này. Cày cuốc đi. Tôi thấy hậu quả của tôi quá Huy. Tôi thấy hậu quả của tôi sắp tới. Còn 30 giây. 30 giây. Ủa, cái ly, cái ly, cái ly đâu? Cái ly em đâu rồi? Cái ly em đâu rồi? Nhắm mắt á. Hay quá. Nhắm mắt á. Hay quá. Coi chừng nó bể, coi chừng nó bể nha, coi chừng nó bể đi nha. Anh nhạc. Ta hết giờ. Hết giờ. Như mọi người đã thấy rồi đó. Vô đây em ơi, đây cưng. Đội tôi thì mới đẻ hôm qua. Đi chương trình lần đầu tiên trai tráng, còn bên đây thì chấn thương chỉnh hình. Đúng. Khỏi cần đo ha, đội tôi cũng thua rồi. Bây giờ gỡ rồi nè. Bây giờ hiệp hai cho anh gỡ. Thôi khỏi cho, thầm phẳng đi. Rồi vô vô, vô. Đứng đứng, chuẩn bị chạy cái này, hai ba chạy, chạy. Té thôi, té thôi, té thôi. Anh ơi. Té thôi. Anh ơi. Té thôi. Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau. Ai mượn vậy? Ai mượn vậy? Hiếu thọt qua đi, thọt chân vô. Một bên một chân. Đúng rồi, một bên một chân. Rồi. Thọt thọt chân vô. Đúng rồi. Không phải, không phải. Đây nè. Bên đây đúng rồi. Đây. Ờ, rồi. Đó, đúng rồi. Rồi, giờ căng dây ra. Cưa, làm cưa quăng lại lắm. Hiểu rồi, hôm nay em là của tụi anh. Chúng ta lập cặn đàn ông lắm rồi. Hiểu rồi, hôm nay em là của tụi anh. Chúng ta lập cặn đàn ông lắm rồi. Thương đẻ, thương đẻ. Thương đẻ. Cảm ơn thương. Giống bảy yêu nhìn anh đi. 2, 3. Ủa, chưa anh làm gì vậy? Anh thử dây. Thử dây. Hoài vậy? Bây giờ cho anh, bây giờ vô thế dưới đây. Vô thế dưới đây mà tính. 1, 2, 3. Chưa, chưa. Thử dây, thử dây, thử dây. Thử dây, thử dây, thử dây. Thử dây, thử dây. Ồ, vô rồi kìa. Đi anh ơi. Hai à, cần tinh láo. Lấy cái luộc xua ra hai cái chân xuống cát. Kéo mình, chống cái chân xuống anh Tuấn. Chân phải, chân phải. Rồi, 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 rồi. Phải làm cái trụ. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Trời ơi, đau bụng quá. Hắn cái bụng quá. Lên nước luôn được không? Ê trời. Lên nước luôn được không? Ê trời. À trời. Đau em ơi. Ông bù lặng tôi. Đi anh ơi. Anh ơi. Bây giờ mình đi xe vòng vòng đi. Đi tới đâu mình đổ, mình đổ tới đó, ok không? Ok. Ok, đi xe vòng vòng đi. Nhưng mà phải xoay tới chỗ anh nữa. Đúng rồi. Nhưng mà phải xoay tới chỗ anh nữa. Đúng rồi. Xuống anh kìa. Chào đạt lâu lắm. Anh chơi vậy.
chưa? Lại thua. Rồi như vậy là kết quả đã quá rõ ràng đúng không ạ? Dạ đây, đây là phần thưởng của đội thắng. Dạ. Tôi thấy chưa hài lòng. Sao vậy? Vậy chơi lại một mình. Tôi chơi lại một mình. Chơi dây. Chơi ông vua. Tôi chơi rất là chiến đó nha. Trời ơi, tôi quỷ đấy hả? Qua đây nè vua. Qua đây nè vua. Trời ơi. Trời ơi anh ơi. Em qua đây nè vua. Anh ơi. Gạch. Anh gạch vô. Nhà vua mình rác mà anh kéo tôi vậy. Lo. Có khách nhiên. Có khách nhiên. Trời ơi. Nhà vua là người thua cuộc. Trời ơi, chính như vậy. Một ngày đầy năng lượng sẽ bắt đầu với những trò chơi vừa rồi. Sơn Tinh Thủy Tinh, vậy là chương trình gì? Hai ngày một đêm tự do tự lo. Lúc đó tài sản của em cũng là tôi, ba má của em cũng là ba má của tôi. Thôi tha cho em đi. Mấy đứa con với chú Hai ơi, ngày hôm nay ngày tàn của idol tụi em tới rồi. Trời ơi, chỉ cần một cái vụt dây một cái thôi là idol của em như một trái mít, nó sẽ lăn từ dốc sườn đèo, lăn xuống đáy dốc. Mà trên đường đi có gai, có miễn chai. Nếu Hai đứng dậy lỗ không. Ác quá. Ngày tài của em rồi. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Em không. Em không gì? Em không chấp nhận. Đây là giấc, giấc mộng ngàn thu rồi. Chứ mà là giấc mơ trưa nữa. Đúng rồi, đây không phải giấc mơ trưa. Em muốn thay đổi hay không? Em muốn thay đổi. Dạ, em phải hung tôi một cái. Một là em sẽ nằm ở đây, hai là em sẽ hung tôi một cái. Em sẽ nằm ở đây. Em thà chết mà em không hung tôi à? Được. Tại sao tôi thấy trên mạng là em hung nè ghiếp. Ý nè ghiếp hung em, ý em hung nè ghiếp. Nó hung em. Nó hung em. Nó hung em. Tôi muốn một lần hung em. Bây giờ anh chủ động đúng không? Đúng. Trời ơi. Được không? Cho anh một nụ hôn của em, anh sẽ cho em ngủ chỗ đàng hoàng. Em phải đánh đổi trong cuộc sống này, em phải đánh đổi Hiếu à. Cái này là anh hung online cho mấy đứa. Mấy đứa nhiều khi mà mê Hiếu quá, nhiều khi là nói hả, rồi ước gì được hung Hiếu một lần, ước gì được ngày nọ. Và ngày hôm nay anh Lâm sẽ là người thay thế các em, sẽ là người hung Hiếu. Hung. Ừ. Ok không Hiếu? Hiếu ơi, ok không? Nhưng mà bây giờ Hiếu. Hung không? Nào hai em, nãy giờ ban tổ chức của chúng tôi có dựng sơ tiểu phẩm này, thể chưa vui lắm. Ủa là sao? Tôi yêu cầu thu hồi hai em đi lên kia cùng với mẹ già chúng ta làm tiểu phẩm khác. Trời ơi, ở đây nãy giờ cười chết, quay phim cười chết rất là kịch tính nè. Thôi, thôi. Ngày tàn của Hiếu thứ hai rồi. Hiếu ơi, hôn anh không Hiếu? Không. Cô ta. Em lợi dụng tiểu phẩm. Đúng. Để em hôn Hiếu thứ hai, đứa gọi là người gì? Người ta gọi là sàm sỡ. Lâm đi lên, Lâm đi lên, đến được tôi rồi. Đúng. Cô em. Hiếu ơi. Thầy ơi. Có thơm lắm anh Tuấn ơi. Đây là một giấc mơ sao? Thức dậy, thức dậy. Hiếu ơi, thức dậy, thức dậy. Hiếu. Trời ơi. Hôn anh cái đi. Thảo Khâu. Hôn anh cái.
hung anh, hung anh. Trời ơi. Đâu? Trời ơi, do em hung anh thì anh mới hung em. Hiểu không anh chạy? Hiểu. Là sảng quá. Tới tôi coi. Đâu rồi? Mấy cậu đâu? Trời ơi. Trùng đâu bạn ơi. Tôi bị làm nhục. Giữa rừng tôi hung nách em. Trời ơi. Trời ơi. Hiểu ghê quá. Hiểu. Thỏa mãn chưa? Tôi bị chưa thỏa. Chưa thỏa. Chưa thỏa. Chưa thỏa. Chưa thỏa. Sao tự nhiên em ra đây em ngủ rồi em la dữ vậy? Bị gì em bị gì? Hả? Em mơ một giấc mơ ác mộng. Đúng quá. Để anh nghe coi. Leo lên lên. Bị sao? Ê, vậy là cái chuông báo thức nó làm em bị giật mình đúng không? Dạ. Trời đổ mồ hôi. Sao vậy? Vụ gì kể nghe coi. Tự nhiên em đang nằm. Sao? Bốn con cún nó liếm mặt em quá trời liếm luôn. Bốn con cún. Cho nó quay lại giấc mơ. Đây mới là ác mộng. Đâu? Em ơi. Anh xin ấy em cho chí mạng. Dạ lộn rồi. Nói gì vậy? Nhìn tụi anh thật cool. Wow. Wow. Trời ơi, mời em. Trời ơi. Bài tiếp theo. Sao hay ra dẻ. Tên là quả gì? Ông ta có quả không vậy? Bài gì bài của em đó? Sao hay ra dẻ? Tựa đề là cái gì? Bài gì bài em hả? Quả em có quả không ta? Trời ơi. Sao hay ra dẻ quá? Không. Trời ơi. Khoan. Anh Lâm ơi cứu em. Bài của em chính xác là sao hay ra dẻ quá vậy? Sao hay ra dẻ quá vậy? Không có vậy. Sao hay ra dễ quá? Cứu em Lâm ơi. Ừ. Em hết rồi. Không có gì hay ra dẻ. Đúng rồi Lâm á. Có quá không? Cứu em làm ơn đi. Cứu em nhớ lại nhớ. Có quá không em? Có quá không? Không nhớ. Em có quá không? Không nhớ. Em nhớ rồi. Có quá không? Em nhớ rồi. Em sợ với anh mà. Có quá. Mình là chị Trung Diệp. Dương Lâm. Anh tên gì? Lâm sao nè? Ra dẻ quá. Giờ bây giờ sẽ là ca khúc sao hay ra dẻ quá. Và bây giờ sẽ là ca khúc sao hay ra dẻ. Ủa? Quá đâu? Sao nó dẻ quá? Quá đâu? Sao nó dẻ quá? Trời ơi. 3, 2, 1. Sao hay ra dẻ quá. Chính xác. Đúng rồi. Trời ơi, thấy chưa? Anh đã cố gắng nhớ thấy mặt, chưa? Nhớ mặt. Em hơi lạnh nha. Trời ơi. Anh nhạc chuẩn bị. Lướt như một con chó. Không phải. 3, 2. Không nhớ tên nổi đâu. Phía sau em. Lướt như một cơn gió. Sai rồi. Đó là bài Simple Love.
Đó là bài Simple Love. Trời ơi, sao bài đó kỳ vậy? Anh giải hát bài khác. Đại lục đó. Bài Simple Love nè. Im là sao Simple Love? Đưa chân dạo quanh nơi khắp phố xá bụi bay vào má. Bùng dèo đó mà anh ta photoshop mua ly mì coi. Đúng đó, phụ em. Rồi em gọi từ từ để tôi em cho. Ủa tôi chưa lộ rồi đưa đây. Trời ơi đứa này anh già mà anh ham cỏ non. Thôi bớt quan tâm khúc này cho nhỏ đi, để nhỏ tự nhiên đi. Thôi đi mà, nó ngại lắm. Cỏ này xuống nè. Màu gì? Có gì đâu ngại. Rồng rắn lên, mày có cái cây đúng nhà con chủ nhà. Rồng rắn lên, mày có cái cây đúng nhà con chủ nhà. Thôi, cho ông chủ đi ngủ đi. Một món thôi đó anh em. Tôi đang ở một nơi xa xa, không có người thật vui và một nơi đẹp như mơ. Chỉ cao em mây trắng bay, lặng im biển rộng sóng vỡ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài. Cái gì vậy rên gì em? Trong rừng đúng không chị? Chị phải xác nhận tí nữa chị phải nói chứ công chúng cho mọi người biết. Cho anh bớt cho chẳng đi. Đúng rồi. Đi cho nó thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về. 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 Đi thật. Là bài gì? Em xin đại diện cho mấy đứa em của em. Em xin nói thông báo của tụi em rằng đi thật ê. Đi để trở về. Đi để trở về. Chính xác. Yeah. Chính xác. Yeah. Yeah. Mừng quá. Trời ơi, cái gì dữ vậy? Cảm ơn anh đi. Cảm ơn anh. Chị. Cái gì em? Chị. Cái gì em? Thằng này bữa nó giật chồng em. Trời ơi. Trời ơi. Thưa quý vị các bạn, em tôi đã chịu quá gì đâu hả? Có cái màn lột đồ. Không có. 3 4 4. Anh đỏ mặt rồi. Anh đỏ mặt rồi. 6 Rồi, tội nghiệp quá, nhìn không. 7 7 Giống ông già và giá lạnh ở bên cái bài hát của em đó. 9 Ông già gì đó. Rồi. Đi đi anh, chạy đi anh. Anh ơi. Hướng này. Rồi. Đi anh chạy đi anh. Hướng này. Anh ơi, bình này nếu uống. Anh thấy sữa là đó. Ừ. Rồi. Trời có khi nào không? Hiếu quay nhanh xíu nha cưng. Rồi giờ Hiếu làm chưa? Chưa. Uống xong say mệt. Anh đi làm lẹ. Em nghĩ là chưa tới em đã hết giờ rồi anh em ơi. Dạ lẹ anh trai ơi. No quá. Thôi anh già rồi. Trời ơi. Mẹ ơi. Mẹ giúp tụi con đi mẹ. Nhiều quá à. Trời ơi, nãy cho mẹ cúi đi không chịu. Nhiều lắm. Rồi mẹ về. Có về mất không ạ? Thôi chết rồi mẹ. Thôi mẹ ơi. Thôi lần 2. 6 7 8
Vậy ho rồi, ho rồi. Mời mẹ già quá. Hiểu hai. Mời mẹ già quá. Hiếu hai. Ba. Nhanh lên Hiếu ơi. Bốn. Nhanh Hiếu ơi, không có thời gian Hiếu ơi. Năm. Sáu. Sáu. Ngon quá. Bảy. Bảy. Anh thấp lắm ba. Tám. Mẹ Hiếu ơi. Mẹ không nấm nữa. Chín. Em còn trẻ mà. Đi. Qua đây nè. Đi. Qua đây. Qua đây. Hiếu ơi. Đâu có sư tử vậy? Ôi, ở nhà là thấy sữa tôm tóp. Ở nhà là thấy sữa tôm tóp. Ôi, nó uống sữa hay uống rượu vậy? Uống rượu này chắc uống rượu quá. Ba ơi, đừng uống rượu nữa. Ba ơi, gì đâu. Đúng rồi, tụi con khổ quá ba ơi. Ba ơi, ba ơi, đừng có xịn nữa. Ba ơi, ba ơi, đừng có xịn nữa. Ba ơi, mẹ đã khổ quá nhiều vì gia đình mình hợp cái gì vậy? Trời ơi, mỏ nút đẹp quá. Nút đẹp còn, còn em ơi, còn nhiều lắm. Đền. Ba ơi, ba nhậu ba cũng long đền. Rồi ba say đi. Trời ơi, yêu ơi. Hát chung. Hai, ba. Tới ai vậy? Tới em, tới em. Chết rồi. Năm. Sáu. 7 để sao vậy, để sao vậy? 8 đâu được, đâu được, đó đó đó. 9 Đạp chút nữa. Dòng nữa, còn dòng nữa. Dòng nữa, còn dòng nữa. Ôi, 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 ôi. Ôi, 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 ôi. Ôi, ôi, ôi. Ôi, ôi, trời ơi. Cửa là mình ơi, lẹ lên. Nhanh lên. 1 2 3 Trời, giống như là cái cối sai ngô vậy á. 10 lần. Rồi đi. 11 đi. Đi 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 đi. Có gì đập đầu. Đập đầu em ơi. Mình sửa lên đây. Cái đầu này chưa sao đâu, uống xong kìa, uống xong say mới ghê. Ghê quá. Uống bình sữa nhớ vợ con, nhớ vợ con không? Vợ con mình ơi đừng nhậu nữa, nhà mình còn gì đâu. Mình uống hết sữa của con rồi mình ơi. Còn sữa với con bú nữa mình. Bên kia 10 vòng cái này mới mệt nè. 1 2 3 Nhanh lên mình ơi. 4 5 rồi mình. Đúng rồi, không kịp thời gian đâu anh Lâm ơi. 7 9 10 10 Bọn nhậu quá. 7 Mọi người làm cao quá. 6 7 9 Còn dầm nữa Tuấn ơi. Rồi đi đi anh. Lên mình rửa chanh đâu không? Lên, đây, lên đây, lên 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 lại, đi, lại. Đi. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Mình đàn ông mà phải chịu quan thử thách. Đứng lên, đàn ông mà. Đứng lên. Mở cái nắp đây cho lẹ. Đừng có tham, đừng có tham. Được rồi, được rồi, từ từ. Một, không được phun. Cố lên, cố lên. Còn hai người lận. Tuấn không có biết uống sữa, không thích uống sữa. Lẹ đi con. Lẹ đi uống, lẹ đi học. Lẹ đi con. Lẹ đi uống, lẹ đi học. Với mẹ cha, mẹ cha. Thôi uống lẹ đi, hết giờ rồi. Hết giờ rồi. Uống một ngầm sữa, kiếp nữa gặp được gia đình. Rồi, qua kia. Quay. Đứng đây luôn. Quay chỗ khác đi, quay chỗ này mới còn té vô đây nữa. 2, 3, chơi. Quay. 1
2 2 3 Ba ơi đừng có nhậu nữa ba. Mấy chú đừng có kêu ba cũng nhậu nữa. Đêm nào của em mà cũng về. Ba về đi. Ba kiếm gì đó kìa. Mấy cái rồi? 7 7 Còn 3 cái nữa. Cố lên đỡ đỡ. Quay vào ảnh đi. Rồi. Rồi rồi. Rồi. Đủ rồi đủ rồi. Ai vậy ta vậy? Tai tai tai. Hai. Ai vậy tai vậy? Tai tai tai. Hai. Thì mới xây mà. Mới xây cái này không có. Em ba lần đó. Hai ba. Đi đỡ cho. Một. Mở mắt ra nha, đừng nhắm mắt nha, mở mắt ra. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Có chừng cái vai nó. Cái vai có sao không vậy? Có chừng cái vai. Vai vai vai. Vai vai nhẹ thôi. Hai cái nữa, hai cái nữa. Một cái nữa. Một. Rồi, ủa. Rồi đi. Ủa sao nó ra tới biên giới luôn rồi. Có chừng cái vai. Có chừng vai kìa. Cái vai. Cố lên em. Đi đi em. Từ từ thôi, từ thôi. Từ từ thôi, từ thôi. Uống nhiều ngụm. Thôi chắc không kịp rồi. Không kịp rồi. Không kịp rồi. Còn mấy người đi anh? Còn Huy nữa thôi à, nhưng mà không kịp. Không kịp. Kịp hết á. Kịp hết á. Trời 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 trời. Về đi ba. Về đi ba. Mệt quá mày là ba cũng nhậu hết trơn á. Chơi tới sáng này các con. Dạ. Vợ em bị chắc là... Trời ơi tự hào lắm á. Tự hào uống dữ quá. Xoay đi em. Đi uống nước đi rồi xoay. Chùm khăn vô đỡ xoay nè. Rồi vô. Rồi không ai thấy em đâu. Một. À. Đi với em. À. Trời ơi. Xin vĩnh biệt cô. Vĩnh biệt cô. Quý ơi, một cái tay để chỉ đất đúng rồi. Mấy rồi? 6. 6 rồi hả chị? 7. 7. 8. 9. Anh ơi anh nắm trâu đi cài hay gì nắm đầu nhỏ vậy? Rồi đây đây. Rồi vô uống. Anh đỡ cho. Chú ơi, chú ba chú năm đây à. Trời ơi. Đây. Trời cái bình bên đây sao chú uống bên kia. Đúng rồi chú ơi. Ôi. Cố lên Quy ơi. Cố lên. Đúng rồi. Cố lên. Cố. Vuốt ngực xuống, vuốt ngực xuống. Trời ơi, dục rồi, lục quậy rồi. Quậy đi. Ôi. Trời ơi. Trời ơi. Ủa. Trời ơi. Ủa. Trời ơi. Mấy đứa cho miếng khăn. Ngồi vô đi, ngồi đi. Ngồi. Giống cốc suối tiền kìa. Giống cốc suối tiền. Lồng lân quy phụng. Ủa trời ơi, thấy người ta chơi không? Một tràng của tay à. Anh ơi, tét đầu anh ơi. Anh ơi, vô đống củi anh ơi. Ngày cưới phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí Vion thứ 6, thứ 7 hàng tuần.